Hello, xin chào hai bạn, có khỏe không? Ông đã lừa chúng tôi à? Chúng tôi tiêu diệt cái máy. Tôi không nói là các bạn chỉ có một nhiệm vụ. Và giờ chúng tôi cần phải làm gì tiếp theo? Cứ tận hưởng khoảng thời gian trở thành người tí hon này đi. Tôi sẽ có những gợi ý này cho các bạn. Ôi, cái gì vậy? Ông ta biến đi mất rồi. Đây như là những sợi dây thừng vậy. Tớ nghĩ là bọn mình sẽ phải leo lên cái cây to này này. Leo lên cây to này á? Được rồi, thế thì bọn mình sẽ tiếp tục dùng những sợi dây thừng này để leo cây. Cây nào? Leo lên đi mây, chúng mình đang ở trên một cái cây rất là to. To khổng lồ luôn. Thế này là mấy con bọ cánh cứng này. Phía trước kia, Một đàn kiến. Chúng đi đâu vậy? Bọn mình thử đi theo đàn kiến này đi. Xin chào những bạn kiến nhỏ, cho chúng tớ tham gia với nhé. Nhảy sang bên này này Trang ơi. Wow, chúng mình đu như là tắc răng vậy. Phía trước này có một căn nhà. Có một chiếc máy bay. Máy bay à, để tớ thử phi thử cái máy bay này nhá. Nó bay xa thật đấy. Bây giờ bọn mình đi tiếp thôi. Nhảy lên cái cây nấm này. Ui, cây nấm này đàn hồi Trang ơi. Nhảy cứ tưng 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 đi. Giống như là bạn nhún đúng không? Đúng rồi, y như bạn nhún ở khu vui chơi ý. Để tớ nhảy nào. Đu lên các dây thừng này thì không phải nhảy lên cây nấm nữa. Rất nhiều những sợi dây thừng luôn. Nhảy xuống đây nè. Bọn mình lên cao quá rồi đấy Trang ạ. Không biết ở trên đây có gì không nhỉ? Nhưng ơi, khu này là sân của ai mà rộng thế nhỉ? Có cả lan can hàng rào này, rất là chắc chắn luôn. Ở trên đây này Trang ơi, kéo cái này xuống với tớ. Nhà của ai vậy? Kéo xuống, mở một cánh cửa. Wow, khi nào có người tí hon ở trong này không? Đây là nhà của ai vậy? Tớ không biết, nhưng mà tớ nghĩ là tốt nhất bọn mình nên tránh xa ra. Không, nhỡ đâu ai đó giúp được bọn mình thì sao? Không có ai ở đây đâu. Bọn mình nên tìm đường về nhà đi. Mặc kệ cậu, tớ sẽ thử gõ cánh cửa xem chủ nhân của ngôi nhà này là ai. Hello. Cậu làm như thế là mất lịch sự đây. Ai mất lịch sự? Tớ gõ cửa là có lịch sự đấy chứ. Tớ nghĩ gõ cửa để gọi người ta ra thôi mà. Ui, ai đây? Chúng tôi xin lỗi nha. Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, không có chuyện gì đâu. Chúng tôi là những người bên dưới kia, nhưng bị biến thành tí hon và đang cần tìm sự giúp đỡ. Ôi, sao lại thế này? Một cái lọ thủy tinh. Bọn mình bị nhốt rồi. Sao lại nhốt chúng tôi trong này? Thả ra. Trang ơi, tại cậu đây, bây giờ bọn mình bị trói vào đây rồi đây này. Tớ đang cần tìm sự giúp đỡ thôi mà. Tớ đâu biết được là sẽ có chuyện này xảy ra. Ôi, làm thế nào để bọn mình thoát khỏi đây bây giờ? Bây giờ bị nhốt vào trong căn phòng này rồi. Chúng rất có thể là những kẻ có ý đồ xấu. Có thể ai đó đã cử những người này tới. Đúng vậy, trông chúng rất khả nghi. Tốt nhất ta nên cho bầy ong tiêu diệt chúng đi. Ui, nhìn kìa. Đau quá, mình bị ong đốt rồi. Chúng mình châm mình cười nhí mây. Những con ong này cầm những cái réo sắc nhọn. Sao vậy nhỉ? Lũ ong không thể giết chúng. Có vẻ như chúng bất tử vậy. Nếu đúng thế, chúng ta có thể lợi dụng hai con người này. Ý kiến hay đấy. Ta sẽ lợi dụng chúng để đi tiêu diệt bầy ong. Thả chúng ra đi. Ui ui, đau hết cả mông rồi. Cậu có sao không Trang ơi? Lũ ong toàn châm vào mông tớ và lưng tớ thôi. Đau buốt thật sự luôn. Cánh cửa mở ra rồi kìa. Ai đây? Một con sóc à? Xin chào hai bạn. Ta là sóc thủ lĩnh. Rất xin lỗi vì sự việc vừa rồi. Cái gì cơ? Hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi à? Lại đây nào hai bạn. Ông muốn làm gì chúng tôi? Đi theo ta, hai bạn sẽ biết. Đi đi Nghiêm ơi. Không biết là hắn định làm cái gì nhỉ? Chắc hắn ta không làm gì được chúng mình, định thả chúng mình đi đó. Đây là đâu thế này? Trông như một căn cứ ấy. Thảm đỏ. Chỉ những người nổi tiếng mới được bước chân thảm đỏ thôi Nhím ơi. Tớ không ngờ
bài sóc lại tổ chức cả cái sự kiện nó to hoành tráng như vậy đấy. Ui, chúng còn có cả điện thoại kìa. Ôi, điện thoại để liên lạc à? Hiện đại quá nhỉ. Đây chính là căn cứ của bầy sóc à? Nhìn kìa, ở bên ngoài còn có cả một chiếc máy bay nữa cơ. Mà cái máy bay này được làm từ quần khổ ơi. Cái quần đấy trông quen thật đấy. Tớ nhìn thấy ở đâu nhỉ? Chúng tôi là những cư dân sống ở đây từ rất lâu rồi. Nhưng một hôm, bầy ong kéo đến và chiếm lấy cái cây này của chúng tôi. Từ đó, chúng đuổi chúng tôi ra khỏi nhà và đã tiêu diệt rất nhiều các đồng loại của ta. Bầy ong rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà chuyện này thì liên quan gì tới chúng tôi? Chúng tôi chỉ đang tìm đường trở về nhà thôi mà. Tôi phát hiện ra lũ ong không thể tiêu diệt được hai bạn. Đúng rồi, vì bọn tôi là bất tử, cứ chết lại hồi sinh. Do vậy, chúng tôi muốn hai người giúp đỡ. Đây là những trang bị rất tiên tiến của chúng tôi. Lại đây, đây là súng bắn nhựa. Cậu hãy cầm lấy. Còn đây là súng bắn lửa. Nó sẽ làm cháy những cục nhựa thông. Wow, amazing, kinh chưa? Kinh chưa? Nếu như hai bạn tiêu diệt được bầy ong, chúng tôi sẽ đưa hai bạn trở về nhà. Ông ta nói thật không nhỉ Trang nhỉ? Bầy ong được chỉ huy bởi một con ong chúa robot. Các bạn hãy tìm và tiêu diệt con ong chúa đấy. Nhiệm vụ này cũng rất là nguy hiểm. Khi làm xong việc, chúng tôi sẽ thả hai bạn đi và không gây khó dễ gì nữa. Thế nhưng mà làm cách nào chúng tôi biết được đường? Chúng tôi không thông thạo, có thể không làm nhiệm vụ này được không? Như một cánh cửa vậy, nó đẩy bọn mình ra ngoài rồi. Chúng mình lại ra bên ngoài cái cây đó rồi nhím ơi. Bọn chúng vứt cho ta hai khẩu súng và bắt phải đi tiêu diệt cả một bầy ong. Làm thế nào bây giờ? Tất cả là tại cậu Quy. À? Thì tớ làm những việc đó. Chỉ mong hai đứa mình có thể tìm được ai giúp đỡ chúng mình trở về nhà thôi mà. Sao cậu lại cứ trách tớ mãi thế? Thôi được rồi, bây giờ thì chả làm gì được nữa. Bọn mình còn đi đâu được, đi thôi. Cậu biết không, tớ nghĩ với khẩu súng to như thế này á, thì việc chiến thắng chắc là cũng đơn giản thôi. Cậu còn chưa biết sử dụng cái súng đó nữa. Ôi ôi, cái gì đây? Nhím ơi. Trang ơi. Nhím ơi, tớ nghĩ đây là lúc thử những khẩu súng này đấy. Thử khẩu súng này á? Bây giờ bắn kiểu gì, bắn vào đâu? Súng của cậu bắn ra nhựa cây. Cậu thử tìm cái gì xem có thể bắn được vào không? Tìm cái gì bắn à? Bằng 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 bằng. Bắn lên tường. Không được. Làm thế nào để tớ ra cho cậu nhỉ? Ở đây có một cái cánh cửa này. À, bắn vào cánh cửa. Không, bắn vào chỗ này này. Kéo. À, cái này nó nặng. Cậu kéo cái cánh cửa lên, bắn thật nhiều vào này. Đấy. Thì ra là vậy. Bây giờ tớ có thể đi qua cánh cửa rồi. Tớ ở đây này. Ôi, bây giờ có cái cánh cửa gỗ này nữa này. Thôi mình hạ luôn. Ui, không cẩn thận, mà bắn vào người tớ đó. Nào, lợi hại thật đấy. Hai khẩu súng này kết hợp với nhau tạo ra sức mạnh siêu khổng lồ luôn. Được rồi, bắn 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 bắn. Để tớ. Wow, như một quả bom. Tớ nghĩ là phá cái cánh cửa này cũng dễ thôi. Bắn vào đây này, bắn đi Trang ơi. Ui, một phát nổ tung luôn. Tiến lên. Đâu thế này, bắn vào mấy cái này này. Bọn mình đi tới đâu bắn tới đấy luôn. Đây là một căn phòng gì ấy? Cái hang. Nhưng mà ai ở đây vậy? Tớ không biết được. Ở đây còn có những cái tổ này. Tổ này để ai làm nhỉ? Hay là đây là tổ của bầy sóc các cậu ơi? Tổ của bầy sóc á? Ui, ở bên dưới đứng có những cái con gì đang bò bò này. Đúng. Ồ, dẹp hay sao ấy? Để tớ bắt cái tổ này sao? Nổ tung cái tổ rồi. Wow, nhảy lên đây xem nào nhím ơi. Đây như một cái tổ chim vậy. Mình có thể phá hủy được tất cả những thứ gì bằng gỗ các cậu ạ. À, đi ra đằng này xem nó là cái gì nào. Những cái bia. Nhảy lên đây nhím ơi. Đấy là cái gì vậy? Những bậc thang. Bậc thang này chả dẫn đi đâu cả. Ở đây còn có cả những cái con rối này, con hình nộm này. Hình nộm, phía trước là cái gì kia? Trông lạ quá. Hình một tổ ong và bầy sóc. Còn đây là những cái bia. Bắn vào cái bia này này. Ồ, tớ nhảy lên cái lắc chai, nó lại xẹp xuống nè. Hình như có gì đó chạy ở trên kia kìa. Đâu? Một con rối. Bắn cái đó đi. Hình như đây là khu tập luyện của bầy sóc hay sao ấy. Chúng tạo ra cái mô hình tổ ong kia và bắt mình phải nhắm vào đấy. Bắn vào đây này. Bắn vào
vào cái bia tiếp này. Ô, cái bia cả đang di chuyển luôn. Ba. Ui, khó thật đấy. Trả trên này chỗ này. Để đó. Thôi Nhím ơi, tớ nghĩ là chúng mình lên đi tiếp thôi. Here we go. Đây là đến đâu đây? Có một cái nút này. Một cái nút màu cam. Có chữ start là bắt đầu cậu ơi. Bây giờ bọn mình ấn nút này à? Chắc là thế đó. Nhảy lên, ui trượt. Để tớ. Nhảy lên nè. Nhảy này. Chuyện gì xảy ra? Ôi, Trang ơi, cậu đâu rồi? Tớ bị hút vào đây rồi. Cậu bị rơi vào trong cái bình à? Đúng rồi, cậu làm thế nào để giúp tớ ra đi? Không bắn được vào, cái này nó không dính. Ở đây có mấy cái nút này cơ cậu ơi. Sao tốt? Nút này là nút hình cái tia sét à? Ấn vào đây ra nào. Cái gì vậy? Cậu làm tớ bị giật điện rồi. Cái nút thứ hai này nút là nút gì? Ấn vào đây ra nào. Nóng quá. Ba này. Tớ ấn nút thứ ba đây. Có chuyện gì xảy ra không? Từ từ, bạn Trang biến thành một cái quả gì kia? Quả này như kiểu là quả xôi ấy. Ui ui ui, nó bị nghiền nát luôn. Làm cho gì vậy? Hãy dừng chiếc máy này lại đi. Ấn nút stop này này. Tớ đã bị hút ra rồi. May mà cậu trở về được đấy. Sợ quá, sợ quá. Bọn mình đi tiếp thôi, đừng ở lại đây nữa. Bây giờ về phía trước này. Ôi không, ong xuất hiện rồi kìa, có hai con. Bắn đổ con ong đó. Bắn đi. Thả bạn này. Bắn tiếp này. Ui lại, chúng lại bay ra tiếp kìa Trang ơi. Cậu thả nhựa không đi, để tớ bắn. Bắn đi nhanh lên Trang ơi. Ui dồi. Ui tớ bị ong đốt rồi, đau quá. Bắn nhanh lên. Đi lên bên trên đường này này Trang ơi. Bọn mình ra đâu đây thế này? Đây là căn cứ của bầy ong à? Tớ không biết được. Có một thác nước. Ở đây, đằng này có một cánh cửa này. Cánh cửa này nhìn nguy hiểm thực sự luôn. Để tớ thử xoay cái cánh cửa này theo chiều mũi tên xem nào. Bắn vào đây cho nó nặng này, nó xoay rồi này. Các cái bánh răng đang di chuyển. Mở cánh cửa này ra không biết bên trong có gì không nhỉ? Cái gì đấy? Mà được một cái thôi. À bây giờ mình sẽ xoay. Ui không, ong lại ra rồi kìa. Bắn đi Nhím ơi. Bắn lên con ong này này. Trang ơi, bắn đi. Hai con đi. Chúng ong này nguy hiểm thật đấy. Chúng có cái xéo rất là nhọn. Đừng để chúng đâm vào người. Bốn con nè. Cậu cứ thẻ nhựa thông đi. Bắn và tiêu diệt hết chúng. Tớ sẽ bắn để cho nhựa thông nó kéo mấy con ong này xuống. Cậu phải bắn thật nhanh đấy. Bắn này, bắn đi. Trượt rồi. Lỡ này. Ui bắn mấy lần đều trượt thôi. Ui, con ong đốt vào bông tớ rồi. Cậu phải tránh chứ. Này thì con ong này, bắn đi. Tớ bắn này. Bây giờ tớ lại bắn tiếp để xoay cái cánh cửa. Mới mở được một cái khóa thôi. Hai khóa rồi. Ôi không, con ong này còn được trang bị cả lưỡi cưa và nó còn một cái khiên. Nó còn mặc một bộ áo rất là chắc chắn luôn. Chạy đi, bắn đi. Tớ bắn này. Cẩn thận, con ong nó che khiên đấy, cậu phải bắn chuẩn vào. Con này khó tiêu diệt thật đó. Bắn đi, đấy. Khi nào mà nó tấn công tớ là cậu phải bắn nó ngay. Ui, nó đang tổn sức mông tớ rồi đấy. Ui, sao nó cứ tấn công tớ thế? Nó không cho tớ bắn. Con này. Để tớ. Bắn đi, tớ bắn được nó rồi. Cậu phải... Ngược sát nó này, ui. Nó đang tấn công cậu là cậu rất khó bắn. Phải chờ nó tấn công tớ đã. Bắn đi, đấy. Để tớ bắn tiếp. Ui, con này nó không hề bị sao cả Nhím ơi. Nó lại đuổi theo tớ rồi. Đâu quá. Nó đâu rồi? Kia. À, con này. Cột nạn này. Ui, nó đang đuổi theo cậu rồi. Tránh đi. Tớ đang nhắm vào bắn nó đây. Bắn đi. Bắn mấy lần mà nó không ngất xỉu luôn. Tớ nghĩ là cần phải bắn vài phát nữa. Này, cho vào mấy. Bắn nhựa thông vào người nó đi. Nó đang tấn công tớ nên tớ không thể bắn được. Con này nó có cái răng cưa mạnh thật đó.
Cái cưa này đau lắm đấy, nó có thể cắt chân mình đấy. Ui con này, ui nó tấn công cậu rồi, để tớ bắn nó nhá. Này, chưa thôi. Nào, con ông này, 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 đây, này, đây. Tớ bắn rồi, tớ bắn rồi. Rồi, để tớ. Hui à. Chắc cầm vào. Cuối cùng nó cũng chưa thôi. Con ông này phải bắn 3 lần, nó mới chết các bạn ạ. Cánh cửa mở ra rồi, bọn mình đi vào thôi. Đây như là một cái ống, ống cống ấy. Wow, cánh cửa dẫn tới tổ ong. Đây mới chính là cái tổ mà nơi những con ong được sinh ra đó. Rất nhiều ong đang canh giữ ở đây, cả những con cầm cưa, những con cầm khiên nữa. Con nào cũng được trang bị rất nhiều vũ khí lợi hại luôn. Lần đầu tiên tớ nhìn được cái tổ ong to như thế đấy cậu ơi. Quá là vĩ đại luôn. Bên trong chắc chắn sẽ có rất nhiều ong. Bọn mình sẽ phải chiến đấu mệt đấy cậu ạ. Đi thôi thì. Đằng này là cái gì đây? Một căn đường hầm. Ở đây có một cánh cửa này. Phá đi Nhím ơi. Phía trước này là cái gì đây? Cái gì đây? Con nhộng. Ui, những con nhộng ong to khổng lồ. Hình như bắn đi. Bắn vào mấy con nhộng này. Bắn đi nhanh nhanh nhanh. Tớ đang bắn đây. Cậu cứ thả nhựa thông ra đi. Nhím ơi, phải phá hủy các tổ nhộng thì chúng mới không ra nữa. Mimi, tổ nhộng ở đằng kia, được rồi. Tiêu diệt mấy con nhộng này. Phá tổ nhộng đi. Yeah. Ui, vẫn có hai con bắn ra. Hình như chúng con bò ra từ đằng kia nữa kìa, nhiều lắm. Rất nhiều những tổ nhộng, chỉ có một tổ đâu cậu ơi. Những con nhộng này mai sau chúng sẽ lớn thành những con ong, rất là hóng chiến đấy. Phía đằng này nữa này. Ui, hai con nhộng đang đuổi theo bọn mình. Ui, những con nhộng này khi tiến đến gần là chúng nó sẽ phát nổ như những quả bom vậy. Thật là nguy hiểm luôn. Kìa, có một tổ nhộng kìa. Yay, cậu đừng chạm vào nó chứ. Bắn đi. Tớ đang bắn đây. Chạy về phía đằng này nè. Hình như bọn mình đã tiêu diệt hết các tổ nhộng rồi đấy. Như thế này thì chúng không thể biến thành những con ong được. Phía trước này là gì đây? Hình như là mình phải leo qua những cái này. Đi theo tớ nào. Ở đây có những sợi dây, chúng mình sẽ đu như tắc răng vậy. Bên trên có những cái đèn kìa. Ở dưới là những tổ ong. Đâu? Hình như bọn mình phải bắn dụng những cái đèn này. Trang ơi, bắn đi. Bắn này, ba cái đèn còn một cái nữa. Bắn nhanh lên, bắn nhanh lên, không đu ong, chui lên rồi. Ui, bắn đầu con ong. Cậu bắn nốt vào cái đèn còn lại đi Nhím ơi. Bắn này. Mình vẫn để thoát ra mấy con ong liền. Bây giờ chúng mình phải tiêu diệt những con ong này không? Chúng đang tấn công bằng mình bằng những cái quả cầu màu xanh. Quả cầu màu xanh từ đâu ra thế? Hình như chúng có chứa nọc độc đây. Bắn dụng hắn đi. Thế thì chúng mình phải tránh những quả cầu màu xanh đó. Con ong này là con ong đỏ. Hắn rất mạnh đây. Giáp bao phủ kín người rồi. Con này phải bắn mấy lần thì nó mới bắt xỉu được. Bắn đi Trang ơi. Nhả đạn này. Một con này, hai con này. Con này cứng đầu thật đấy. Con này nó khỏe thật đấy. May mà bọn mình ra được mấy con ong kia ở trong hộp rồi. Bắn này, bắn này. Nhằm chuẩn vào Trang ơi. Tớ vẫn đang nhằm đây. Kìa kìa, bắn đi, bắn đi. Con này. Yeah. Bắn chúng nó rồi. Hắn vẫn đang đuổi theo tớ. Nó vẫn đang ném những quả cầu màu xanh vào tớ. Bắn nhựa thông vào người nó đi. Mimi. Tớ vẫn đang bắn đây nhưng mà nó đuổi tớ nhiều quá. Để tớ. Con này khỏe thật đấy. Bắn mấy lần rồi mà vẫn chưa bị tiêu diệt. Một phát nữa này. Chưa bắt xỉu à. Hai phát này. Yeah. Cuối cùng nó cũng tiêu đời rồi. May mà tớ bảo cậu bắn mấy cái đèn này rụng xuống cái miệng này nhá. Nếu không á, ong nó sẽ chui lên từ những cái miệng này đây. Thật là nguy hiểm luôn. Vẫn còn hai con ong kia. Chúng đang cố gắng thoát ra ngoài đó. Leo 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 leo. Không thoát được đâu mấy con ong này. Đi lối này này Nhím ơi. Nhảy lên những cái hũ này. Chúng mình sẽ trèo lên đây. Nhìn ở dưới cái hang này xem có sâu không. Chỗ này có một cái cầu này. Nhìn hóc cái cầu này xuống này. Nhảy lên này. Trèo lên đây. Wow, chúng mình đang đứng rất là cao rồi.
Bên dưới này chắc chắn sẽ còn rất nhiều những con ong khác cậu ạ. Bây giờ bọn mình phải tiếp tục tìm đường tới cái tổ ong đi. Nhảy lên phía trên này Nhím ơi, có lối đi ở trên này nè. Wow, một cái đường hầm có rất nhiều những cái bóng đèn nhỏ. Mình sẽ đi thôi. Ôi, nhiều ong thế. Ong á. Tổ ong chui ra chứ còn đâu. Bắn nhanh lên nhanh lên. Cứ bắn nhựa thông vào đi. Để tớ bắn. Bắn cho chúng tổ luôn đi. Lô rất là đau. Lúc ong này được xếp thành một đội hình rất là mạnh các cậu ơi. Mày vừa bắn vừa chạy đây nhanh lên Trang ơi. Tớ vẫn đang tập trung bắn đây. Hãy thả nhựa thông ra đi. Ui, bắn này. Đâu rồi? Ui! Bắn này! Hình như chúng càng ngày đến càng đông cậu ạ. Sao tớ bắn mà chưa thấy con nào chết thì mình ơi? Chúng chết thì chúng mình bổ sung thêm. Bắn này! Em chuẩn vào. Chúng đang đập xuống này làm gì? Như một chiếc thuyền. Thế nhưng mà làm thế nào để cho chiếc thuyền di chuyển được nhỉ? Cậu ngốc thật đấy. Cậu có thứ có thể giúp nó đi lại được đấy. Tớ có cái gì cơ? Cái gì giúp đi được? Cái súng này nó có thể bắn ra được rất nhiều nhựa. Để tớ thử xem nào. Thuyền di chuyển được rồi. Nhưng mà lái nó hơi khó đấy. Bắn vào gốc cây rồi. Tớ chưa quen điều khiển. Bây giờ phải vào bên trong này. Lái nó ra đấy, lái nó ra này. Lại đâm rồi. Đây. Được rồi. Đây như kiểu là một cái cống vậy. Chúng mình đang xuống dốc đó. Phía trước có một tảng đá. Tránh tảng đá này ra này. Ôi không, xe cây khổng lồ phía trước, tránh đi. Cái sông này gì mà sóng to thế nhỉ? Ở phía trước còn có mấy cái cục gì ấy, Trang, cậu phải bắn nó đi nha. Nếu không là nó sẽ làm lổ thuyền đấy. Tớ đang bắn này. Không biết dòng sông này sẽ đưa bọn mình tới đâu. Chắc chắn là sẽ dẫn đến hang ổ của mấy ong đó rồi. Tớ đang bắn được rất nhiều những cái đố nó rồi. Đừng để chúng chạm vào thuyền, nếu không chúng sẽ làm lật thuyền đấy. Xuống một con dốc rất là dài. Phía trước ấy còn có cả mấy ong đuổi theo kìa. Nhả đạn đi. Ui, vừa phải treo thuyền vừa phải bắn đuôi ong. Đây là một thử thách quá là khó luôn. Ôi không, lốc xoáy nước khổng lồ. Hình như đuôi ong chúng tạo ra mấy cơn lốc xoáy này. Chúng tạo ra như thế để chúng mình không thể vượt qua được dòng sông này đó. Chúng có
rồi. Nhưng mà không sao, chúng mình không sao. Mimi. Bố à, tớ sẽ phải điều khiển chiếc thuyền này tránh xa mấy cái lốc xoáy đấy. Càng ngày càng có nhiều lốc xoáy ở bên ngoài các cậu ơi. Bắn nổ đi. Trượt rồi. Ở phía này hình như có một cái cửa này. Cánh cửa bằng gỗ đúng không? Đúng rồi, để tớ bắn cái lốc này lên này. Wow, cánh cửa mở ra rồi, đi thôi. Trời, tối đen như thế này hình như chúng mình vào một cái ống cống hay sao ấy. Nó rơi xuống đâu thế này? Đây là đâu? Một cái cống và không có ánh sáng mặt trời. Tối om om luôn. Ở đây liệu có thủy quái không? Tớ cũng không biết được nữa. Nhìn kia, tớ nghĩ đó là lối ra khỏi đây đó. Phía được, trước kia. Được rồi, để tớ chèo thuyền đến đấy. Here we go. Hy vọng đấy là lối ra thật. Nhìn đi Nhím ơi, chúng mình sắp thoát ra khỏi đây rồi. Ở dưới nước này hình như có những cái gì ấy. Tớ thấy nó phát sáng này. Đến bờ rồi kìa. Nhảy xuống nào. Lại đi Nhím ơi. Tớ ơi. Wow, có một cây đèn dầu. Một cây đèn dầu à? Để tớ thử phun nhựa vào đây xem nào. Để tớ đúng rồi đấy. Wow, cây đèn được thắp sáng lên rồi. Đứng ở đâu vậy? Nhìn kìa. Nhìn con sứa. Nhìn con sứa thấy ánh sáng, chúng ngoi lên khỏi mặt nước. Nhưng mà sứa này rất là ngứa đúng không? Hình như là đây là những cây cầu đấy mà. Ew. Mình có thể đứng lên đây. Để tớ thử nhảy lên nào. Wow. Nhảy tiếp này, đúng rồi đúng rồi. Wow. Bọn mình có thể làm những con sứa này làm một cây cầu để đi qua. Mỗi một lần nhảy qua là những con sứa này phát sáng, cực kỳ đẹp luôn. Ở đây còn có cả những cái cây nấm màu xanh xanh này. Đi tiếp thôi. Đợi tớ. Wow. Với đây là một cái đường hầm diệu kỳ với rất nhiều điều kỳ lạ luôn. Những con sứa phát ra đẹp. Những con sứa này nó còn phát quang được. Có một cái đèn tiếp này. Cậu bắn nhựa thông rồi đi. Được rồi, châm nhựa thông này cho đèn sáng lên. Wow, rất phát nhiều. Sáng rồi. Ôi, cây nấm kìa. Wow. Ở đây nhiều nấm thật đấy. Mỗi lần đèn phát sáng là chúng lại phát triển đó. Đi vào bên trong này xem nào. Nhìn này, trên những tảng đá có vẽ thứ gì đó. Nó đang phát sáng Nhím ơi. Hình như lấy ra một cái quả. Quả thông, thông. Những cái hình vẽ này miêu tả cái gì vậy? Đây. Ồ, là những con sóc cậu ơi. Hình vẽ vẽ những con sóc. Bộ tộc của sóc đó. À, bộ tộc của sóc đang đi lấy những quả thông để mang về cho con sóc đầu đàn. À. Wow, nhìn nè, chúng đang dâng những quả thông cho những con sóc đó. Có lẽ đây là bầy sóc vẽ ra các cậu ạ. Đi vào phía bên trong này xem nào. Ui, bên này cái gì đây? Một bộ xương cậu ơi. Hình như đây là xương của một con sóc khổng lồ. À, hình như đấy là con sóc đầu đàn đấy. Thế sóc trưởng đoàn đúng không? Còn bên trong này là cái gì đây? Bầy sóc, ngôi nhà, máy xúc và con người. Hình như là lúc con người đã đến đây tàn phá đúng không? Đúng rồi, con người đã mang máy móc đến đây và xây dựng nhà cửa. Thế là những con sóc đã bị mất chỗ ở. Wow. Ờ, hình như là tớ, cậu với em Cam thì phải. Đây á. Đúng rồi. Và những con sóc đứng hai bên. Cả những con ong nữa. Rồi chuyện gì xảy ra nữa? Sóc, giấy vệ sinh. À, thức kéo này, thước kẻ này. Hình như đúng rồi. Nhà mình thường xuyên bị mất đồ đạc đúng không? Cả bút chì này. Thì ra là mấy con sóc này, chúng lẻn vào nhà và lấy những cái đồ vật này của mình. Có cả tẩy nè. Và những cái bút đánh dấu nữa. Những cái đồ nhỏ nhỏ là chúng lấy hết. Ồ, cái bút này là tớ mới mua mà. Đây này, chúng còn vẽ lên tường này. Chúng còn rút cả dây điện này, lấy cả kính, lấy cả lược này. Thì ra đồ đạc nhà mình để bị mất không phải là do trộm, mà là do này, những con sóc lấy đúng không? Đúng rồi. Bật cái đèn lên tiếp sao nào. Wow, đèn phát sáng rồi. Nhưng mà có gì đó lấp lánh phía trước. Động này rộng thật đấy. Những cái cây phát sáng. Wow, đẹp thật đó.
giống như trong bộ phim Avatar vậy. Cây thần kỳ nè. Bây giờ bọn mình đi đâu tiếp đây? Nhảy xuống dưới thôi. Tiêu đời rồi, không phải đâu. Tớ nghĩ là phải nhảy vào lên đây này. Đi theo những tảng đá. Tảng đá sẽ dẫn đường chúng mình đi đâu đó. Phía dưới có cái gì phát sáng kìa. Đâu? Ồ đúng rồi. Liệu có nhảy được lên không nhỉ? Ánh sáng màu xanh, để tớ thử. Ôi, ánh sáng này nó đẩy mình lên này. Ở bên dưới có cái gì kia? Đâu? Một con cá. Đây như kiểu là cá voi vậy. Wow, chúng mình đang cưới cá voi nè. Con cá voi này đưa mình đi đâu đây? Mà nó chết quá. Đứng cẩn thận đấy Trang nhá. Không là mình sẽ bị rơi xuống lưng con cá voi đây. Wow, trong này khung cảnh đẹp thật đó. Như là mơ vậy. Con cá voi này nó trả mình, thì mình sẽ đỡ phải đi bộ nhiều hơn. Cẩn thận đấy nha, con cá voi này nó đang nghiêng như người đây. Mỗi lần nó nghiêng là chúng mình sẽ phải nghiêng theo nó. Đừng để bị rơi xuống. Cá voi này trông như kiểu là tàn hình vậy. Nó có thể nhìn xuyên qua được đấy các cậu ơi. Ở đâu đây? Nó tan biến rồi. Nhảy xuống đi. Ẩm hết cả người cậu ơi. Đi tiếp thôi nào. Tớ nghĩ bọn mình sắp tới nơi rồi đấy. Nhảy qua các cái rễ cây nè. Đây là đâu đây? Đi qua cây cầu này. Cây cầu bằng gỗ. Nhưng mà nó có một lỗ hổng này. Nhảy qua đi. Có đâu rồi nhỉ? Tớ đang ở phía sau đây. Nhảy lên những cái ánh sáng này tiếp này. Ui, đây là đâu vậy? Bọn mình nhảy lên một cái như kiểu là một cái bánh gỗ gì ấy. Ui, nhìn con ong. Đây chính là cái thớt đó cậu ơi. Chúng đang tấn công mình. Ui ui. Những con ong sẽ chém chúng mình ra thành nhiều mảnh. Chúng mình chính là con mồi đó. Ui, chúng đặt bọn mình lên thớt và dùng những cái lưỡi cưa để băm bọn mình ấy. Cẩn thận, tránh chúng ra Trang ơi. Chạy bên này. Ui, mình yêu đời rồi. Hồi sinh, hồi sinh, hồi sinh. Cậu đâu rồi, Nhím ơi? Đây, nó xuất hiện lại rồi. Ui, chưa kịp gì. Ui, ui. Ui, tớ bị trúng rồi. Còn sao? Tớ không thể chạy nhanh được bởi vì tớ quá béo. Hình như thoát rồi Nhím ơi. Những con ong không tiến lại nữa rồi. Cái này càng ngày nó càng đẩy mình lên cao. Chúng mình làm gì mình đây? Tớ không biết được. Hình như là đang lên. Ui, đang lên gần rất bắn, cổ. Bắn đi Trang ơi. Tớ đang bắn đây. Ui, những con ong này vẫn chưa không tha. Bắn này. Một bắn này. Thả nhựa thông ra đi. Cái thớt này lại đưa tiếp tục lên trên này. Không biết bọn chúng mình làm gì mình. Thì chúng mình chứ còn làm gì nữa. Đây là đâu đây? Đây như là một cái đấu trường vậy. Mà những con ong tạo ra để nhốt chúng ta ở trong đó. Chúng ta sẽ phải chiến đấu với cái gì đó à? Tớ không biết. Nhưng mà có cảm giác không ổn. Chúng đang đứng ở ngoài. Chúng xem bọn mình kìa. Ui ui ui. Cái gì đây? Con gì? Con cánh to khổng lồ đây này. Con bọ cánh cứng cậu ơi. Sao nó to vậy? Chúng mình phải chiến đấu với con bọ cánh cứng này. Chạy đi, chạy đi. Ui, con để này nó như một con trâu vậy. Nó mạnh khỏe luôn. Tớ sẽ bắn đầy nhựa thông vào những cái lỗ này. Các cậu dụ chúng đến để bắn nha. Nó đang đuổi theo bọn mình đây. Cậu bắn đi đâu vậy? Nhảy lên. Con này còn tạo ra một cái tia gì đó màu đỏ rất là đáng sợ luôn. Đấy là chấn động đây. Nhảy khỏe lên lắm. Tớ bắn đầy hũ này rồi, cậu dụ nó đến đi. Here we go. Nhảy lên. Lại đây. Con bọ cánh cứng xấu xa kia. Cậu có dụ nó đến những cái miệng đấy và bắn nổ tung nó nha. Ok. Tránh đi. Này. Lại đây. Nó đã bị gục rồi Nhím ơi. Tiêu diệt con này quá là dễ dàng luôn. Bọn mình tiến lại gần nó xem sao.
xin đừng giết tôi hai bạn. Tôi không biết bắt lạc lỗ lê. Cô bay áo như hai bạn bay. Tôi có thể giúp các bạn. Người định giúp chúng ta như thế nào? Tôi rất khỏe. Tôi có thể trả các bạn tôi cho bài áo. Tôi biết đường đi tới đó. Thật vậy sao? Người sẽ dẫn đường cho bọn ta á? Vậy là hai bạn đã quý ta sắp tối rồi nha. Được rồi, nếu như ngươi làm được việc thì chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Còn nếu ngươi mà dở trò hay là lừa bọn ta thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu đấy. Tóc mắt, hãy cứ yên tâm đi với tôi đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Mỗi lần tôi đi, tôi sẽ nuôi các bạn đi trải nghiệm. Ngồi lên lưng á. Leo lên lưng hắn đi. Thế nào? Wow, lần đầu tiên được ngồi trên lưng một con bọ cánh cứng to khổng lồ. Ui, nó còn biết bay nữa cơ. Ai, bọ cánh cứng này, ngươi phải tránh chướng ngại vật ra chứ. Ui giời ơi, chú ong để rất nhiều những cái thùng tôn chặn đường bọn mình. Nhảy qua đi. Ôi không, chú ong phát hiện ra chúng mình rồi. Bắn đi Trang ơi. Để tớ. Bay lên. Ai dồi, bọ cánh cứng này có biết đi không đây? Hai bạn nặng quá, dũng cảm cho tôi. Bay lên nào, nhảy qua. Kia bắn đi. Nhả một đạn nè. Bay lên. Có những con nhộng, kia bắn đi chắc ơi. Những con nhộng chắn được. Những con nhộng này như những quả bom vậy. Wow. Bọn cánh cứng này càng ngày càng thông thạo đường rồi đây. Chạy có vẻ mượt mà và êm ái hơn rồi. Một tổ nhộng nữa này, xả đạn. Vỡ cây cầu luôn rồi. Các bạn đang chặt nha. Tôi dây đây. Tổ ong phía trước kia cậu ơi. Wow. Ui, lũ ong hình như đang định tấn công bọn mình. Chúng tấn công bọn cánh cứng rồi. Không biết có chịu được không? Cố lên bọ cánh cứng ơi. Ôi, tôi không chịu được nữa rồi. Bọ cánh cứng bị rơi rồi. Nhảy lên. Nhảy lên đi Trắng ơi. Ui, nguy hiểm quá. Mình tới nơi rồi. Ôi không, đây chính là con ong chúa. Con ong chúa robot. Nhìn con này trông thật là ghê sợ luôn. Con này nó quá mạnh luôn. Đôi mắt của nó kìa. Nó đang nói gì vậy? Xung quanh nó còn được bảo vệ bởi những con ong nhỏ. Bọn mình phải tiêu diệt con ong chúa này. Nhanh lên Trang ơi. Tôi bắn nhựa thông, còn cậu bắn lửa nhá. Ok. Bắn này, trượt lên cái đường dây này này. Boom này, boom này. Cẩn thận cả lũ ong nhỏ đây. Con ong robot này chắc chắn sẽ có điểm yếu gì đó nhím ơi. Ui, lũ ong nhỏ cuốn mình ra rồi. Nó phun lửa kìa. Anh tìm điểm yếu của con ong robot. Bắn đi, bắn đi. Bắn thật nhiều vào bụng nó. Bộ phát của nó quá là chắc khỏe luôn. Bọn mình phải bắn liên tiếp vào bụng nó đi. Cái ngòi của nó phun ra được lửa. Ui, cả lũ ong nhỏ nữa. Chúng cũng đang tấn công mình. Tớ đang bắn lũ ong nhỏ đây. Tớ đang trượt trên đường dây này đây. Ui. Ôi không, con ong robot. Lũ ong nhỏ còn tạo thành một cái máy bay cơ. Chúng ta bom bọn mình. Nhảy lên, nhảy lên. Ây, mình bị đốt rồi. Tránh những quả bom ra. Nhảy lên. Au, tớ không kịp nhảy. Bọn này, chúng tạo thành một đội quân rất là mạnh. Cố gắng lên. Tiêu diệt được con ong robot này là chúng mình sẽ chiến thắng đó. Đúng rồi, tiêu diệt được con ong chúa này là có thể trả về. Nhảy lên nào, ai ai. Mình toàn không nhảy kịp thôi. Bắn tiếp này, bắn tiếp này. Thả nhựa thông nào. Để đó. Những con ong nhỏ đang chắn cho con ong robot. Bắn vào những con ong nhỏ này đi. Boom, boom, boom. Chiến thắng chưa? Mệt quá. Tôi không biết được. Cái đầu ong con robot này. Cái đầu con ong robot. Wow. Hóa ra là bên trong có một con ong khác. Đây là ong chúa thực thụ à? Hello, con ong chúa mắt xanh này. Ôi không, ôi không. Xin đừng giết tôi. Hãy giúp tôi trốn khỏi đây.
Ô, sao nó lại sợ hãi thế nhỉ? Kìa, có mấy con ong thợ đến kìa. Này, mấy con ong thợ kia, ong chúa này thực ra chỉ là một con bé con này thôi, không phải con to khổng lồ đâu. Thì ra, trước giờ chúng ta đã bị lừa. Con ong chúa này chỉ là một con ong nhỏ bé. Người đâu, bắt con ong chúa lừa đảo lại đây. Hình như lũ ong đang tạo phản rồi. Ong chúa kia, hãy mang con ta đi, con ta sẽ giúp ngươi trốn thoát. Đâu? Còn mình ném đổ cái bông hoa khổng lồ kia, như vậy tụi ông sẽ nổ tung. Bạn đi sang ơi, để ta.